trả hàng cho bạn Tiến Hiệp, một combo khá là cao cấp và full đen đi kèm với ngọn carbon Kbeta Mắc Binh. Vâng, 14 củ mốt các bạn nhé. Wow, thi nhau vào lỗ để phá thì các bạn biết được rằng đấy, tất cả các bi đều đường riêng. Rồi, bây giờ sẽ chỉ cần cẩn thận để xử lý từng bi một thôi. Nào, chúng ta sẽ cùng xét ván đấu này. Đứng im, ok, đứng im. Sau đó đánh hai lỗ tít xa. Và bây giờ 2 ra 3 là một cú đẩy một băng ra đây để điều bi số 3. Đơn giản nhất, con này chỉ cần 12 giờ các bạn ạ. Căng lực để điều bi số 3. Kê đầu 8 cho nên là yên tâm lắm các bạn ơi. Ok, bi số 3 ra bi số 4. Cu lên nhẹ một cái. Rồi, 12 giờ. Và bây giờ sẽ có bi số 6 lỗ 10 dành tặng cho các bạn nhé. Đẩy một băng lên đây để điều bi 6 lỗ 10 dành tặng cho các bạn. Con này 12 giờ. Wow, bi số 6 lỗ 10 tặng các bạn bi 6 và bi 9 lỗ 10 cho đẹp mắt. Vâng, sẽ là thành một thế 69 Mắc Binh. Ok, con này ổn nhẹ dưới tâm bi. Bi số 7 ra bi số 8 và điều 9 lỗ 10 như đã hứa với các bạn nhá. Con này chỉ cần bấm nhẹ ra đây, sau đó thì điều 8 ra 9 lỗ 10 dưới tâm bi. Ok, bây giờ 8 ra 9 lỗ 10 thì làm sao ạ? Đủ nhẹ một cái, 12 giờ. Hồi hơi quá lực, nhưng không sao, lại là một cú chốt rút một cái. Vâng, dành cho các bạn yêu thích lỗ 10. Nào, các bạn nhìn nào. Vâng, nhớ follow ủng hộ kênh các bạn nhé.